các bạn đã xuất hiện sẽ bị hai chiều, cá của em nói là một dạng ba chiều, nghĩa là cái xác suất để hình thành liên kết đặc hiệu nó còn nhiều hơn cái xác suất các bạn tính. Nhưng nó chỉ dựa trên một phân đoạn của cái xe mạng mạng của đây. Đó chính là sao? Các bạn có để ý là cái lần Ebola rồi ở châu Phi nhớ không? Một số người thì sống, nhưng mà phải khoảng 70% người thì chết. Nó là do sự đa lần này, cái khác là một mục tiêu. Nếu như sự đa lần này nó chứa các một vị trí mà liên kết chứa còn Ebola đó, thì nó sẽ tạo ra trong cái con Ebola đó mà người ta sẽ qua. Chứ ngược lại, một số người do cái gen này là thiếu cái không gian để tới tình trạng là các kháng thể này không giống Ebola mà mình phải được chăm chứ. Đó là tại sao sau này các bạn hay nghe nói là tại sao chúng ta xin mà xem mà một số đứa trẻ khoảng được đến lúc sau là có những cái sống như vậy. Thì lý do mỗi người gen còn virus trên người của con, và thậm chí nó phức tạp đến chỗ mà bây giờ ta đề nghị là lấy máu của những người mà sống sót qua con Ebola để truyền cho những người không có khả năng nào. Các bạn thấy nó khả thi không? Người ta có thể làm được với khả năng bây giờ người ta có thể làm được, nhưng người ta không người ta lọc được kháng thể ra ngoài rồi. Bây giờ cái đó là bình thường. Nhưng để mà lọc được cái kháng thể mà nó ăn trong cái con Ebola đó thì gần như rất là khó. Và một người ta cứ máu các bạn. Các bạn trong người đó các bạn bắt cái đó nằm ở một chỗ và xuống hàng để máu của ta lọc xuống hàng. Đúng không? Đâu thể nào được. Mà chỉ khi nào có nước tấn công vô thì ta mới tạo kháng thể. Còn bây giờ ta đã qua cơn kháng thể của con tạo rồi. Thì khi các bạn học cuối cùng cũng hết. Hồi nãy giờ tiêm Ebola cho tiếp. Nếu là như vậy con người đó giống như con thú giống như con người đó. Và đó cái tố thì cho nên ở Mỹ là nó rất là xin chỗ đó. Người ta cũng phải suy nghĩ người cho người ta định quyền nhưng người ta không thể nào cho suốt đời. Các bạn như là các bạn có coi phim Mê Cung chưa? Phần 2 Mê Cung phần 2 đây gì đó. Thì trong phần 2 nó cũng nói một bộ chủ đến ở chỗ là sau khi con người trong cái nhóm trẻ đó thì vô đó trong cơ sở quân sự rồi đó. Các bạn có thấy là trong cơ sở quân sự nghiên cứu gì? Những người nào có kháng thể đặc hiệu giống như zombie vậy rồi gắn cái dây vô của người ta cũng đó là gì, chiến kháng thể ra những cái màu được mà đèn là sáng dương, đúng không? Mình xin thưa các bạn nhìn bình thường nó là màu trắng và vì nó là vô hình nó rất là nhỏ, còn cái màu xanh mà khi đi chiếu lên nó đẹp thôi. Các bạn để ý các bạn ra được là chiếc bác sĩ có nghĩa là cái bác sĩ nào màu xanh màu vàng rõ không hề. Thì cái phim này đó nó đánh giá nó sẽ đặt câu hỏi ra về cái chiến lược không nói mà về mặt khoa học, liệu những nhà làm việc người ta có dám đặt con người vô trạng thái để sống như kiểu đó không? Rồi cái đó qua xa quá rồi, quay lại quay lại rồi cái lên khác liên quan đến các bạn nhiều hơn. Casinolin nghe quen không? Rồi casinolin này nó có hai dạng, như casinolin trong tuyến giáp và casinolin trong tế bào não. Casinolin trong tuyến giáp nó điều hòa từ gì? Nồng độ là canxi trong máu. Trong tế bào não thành phần này đây là thành phần thủy, còn thành phần này nó là bị loại bỏ bớt hai cái sọt. Thì trong tế bào não nó điều hòa canxi, lý do trong tế bào não nó
Chính vì lý do đó sẽ bắt đầu chúng ta sẽ giao một giá trị amino ra. Nhờ đó thành ra đó nó cũng phải có protein giống như protein acidin như vai trò nó cho nó vào cho nó giá như là nó là một món khác. Và ta thấy rằng đây sau này các bạn có bạn nào đi về là sơn chỗ uống người ta sử dụng làm cơ thể cái tay nó ở đây nó có cái tay liên quan tới thực phẩm sẽ đều ha thì tế bào não càng nhiều đối với các khu não các tính thì khả năng tăng lượng tăng và cao lý do nó sẽ tăng lượng của tiền sản sinh để làm tăng những tế bào não cơ hồ thì mặc dù là một đen nhưng giữa các tế bào khác nhau các cái cơ quan của các giá của một gen luôn nhưng nó là tạo ra các bộ da khác nhau các chức năng khác nhau hoàn toàn à, và tên cũng khác nhau mặc dù không chờ mình ngủ đồ mới mà giờ cũng ngủ nó cũng chẳng thấy nha rồi đối với người cái này nó sơ các bạn hỏi thấy nhiều không mấy slide sau các bạn nghe không? Đó là ví dụ mà ribosome RNA đúng không? À, các chuẩn bị nhỏ khác, chuẩn bị nhỏ các chuẩn bị lớn của ribosome. Thì ở đây mỗi trong loài nó sẽ có màu sắc khác nhau. Và các bạn lưu ý, ngày xưa khi mà người ta chưa có khả năng mà cái còn thấp thì người ta sẽ liên quan và kiểm tra đối với bệnh nhân là sinh điện năm. Tiến xa hơn chút thì tình tết và sau này khi mà chúng tôi đi đến người ta kiểm tra có các bạn là một nha thì quá trình trưởng thành nó rất là nhanh nhưng nó không phải tham gia với các SO, NO này các cái O này ha nếu mà RNA thì nó chữ S, M RNA còn đối với RNA thì nó chữ O sau để nó phân biệt cho cấu trúc được chưa cái đây các bạn có thể nhớ nhiều không thì trong quá trình trưởng thành xong sau khi tổng hợp ra RNA xong hay RNA xong thì lúc này các phân tử trong lớp tiết nhỏ của mRNA này tham gia vào đằng sau bắt được cái đầu tiên sau khi bắt xong nó sẽ chỉ thị cho các endon nucleotide cắt đứt từ từ để nó trưởng thành và khi nó trưởng thành xong nó chỉ còn khoảng 2S18S40 nữa là các bạn có thể là 4S70 mặt đối với các yếu tố khác thì nó sẽ là đối với một nó sẽ là 30-70 đối với người là 40-60 đối với cũng là 30-70 được chưa S này đây nó dùng để chỉ giá trị tỷ trọng của nó thì quá trình chuyển hóa ra xong thì nó sẽ ở 5-3 phút thôi và ở đây kháng sinh có hai loại dòng kháng sinh khác sử dụng tuy nhiên có một dòng kháng sinh thì giờ nó xài hơn thứ nhất tetracycline này có vai trò gì nó tetracycline nó sẽ kim máu trong quá trình trưởng thành và gặp dạng của ribosome trong người nhỏ nó sẽ tham gia vào và ức chế sự thành công chúc mừng 3 của RNA ở đơn vị nhỏ dẫn tới tình trạng này thì dẫn tới tình trạng là các chúc mừng không có khả năng thành được các phối hợp ribosome và khi không thành phối hợp ribosome sẽ dẫn tới tình trạng là gì không tổng hợp protein và thiếu cũng là thì nó sẽ chết đói vì nó không trả được chất được đúng không tuy nhiên tetracycline này có một nhược điểm mà chỉ có lên thế hệ 8X mới bị thế hệ bạn không bị nữa trừ những bạn nào ở xa mà người ta còn xài thôi đó chính là nhược điểm hoàn răng nếu như bạn nào mà có cha mẹ hoặc là em mà sinh ở giai đoạn 8X đổ về trước á năm khoảng năm 87-88 đổ về trước á thì đa số những người đó thì bệnh đa số nhất là penicillin, amoxicillin và thứ hai mạnh hơn nữa là tetracycline thì các bạn sẽ thấy rằng răng ngay cái men răng của người ta nó bị vàng ha thì đó là tác dụng phụ nhưng sau này các bạn có thể sẽ mới hơn thì người ta có thể đỡ hơn rồi và những điều ra quan rằng cái men răng nó vàng này do bạn có thể tóc ra thì ra cho dù người ta sẽ dùng cái gì là cạo đi thử rồi thì bạn nó khô nó cũng là một vài sản phẩm do người ta sẽ tạo ra rồi được chưa? Ngược lại, đối với bác của người lớn của vi khuẩn thì spiramycin, erythromycin đây là những dạng sinh điều trị tetracycline và spiramycin và erythromycin này đều là sử dụng điều trị các bệnh liên quan tới đường hô hấp trên cũng như là bệnh
tên thương mại là Rodexin. Rodexin thì đời trước là Rodexin chút ha. Thì đây là hai dạng sinh mà các bạn sẽ học về tổ kiểm lý sau này. Thì đây là khác, đây là những kháng sinh, đây là kháng sinh bắt vô quá trình hình thành các ribosome, được chưa? Rồi đây là cấu trúc happy. Bây giờ là một đoạn lại để nó đúng không? Hàng ngày cũng tự động thì cắt bỏ các sen, các sen, các sen để tới cuối cùng là nó có chút là ba đầu. Nó giống cái chơi các bạn hay chơi cái gì này, cái cơ bản cảm thấy sai rồi sai spin á. Nhưng có điều là các bạn sai lớn đầu này trong thế giới các bạn sai nhỏ. Và sau khi hình thành thì các bạn đã chưa có đặc trưng vỡ nhất là cái màng bào, các bạn nói xin thứ hai là mã hóa cô đồng, được chưa? Rồi đây là chưa đây ha, quá trình hình thành này các bạn không cần phải nhớ lý do đi qua đi lại cuối cùng nó cũng là thứ chúng ta làm sai và chúng ta chuyển thành ha. Các bạn nhớ mà nhớ tôi thứ nhất mRNA sử dụng SUO SRNA còn với miếng thanh còn lại là SONO, được phương pháp này nó liên quan tới quá trình ngăn cản biểu hiện gen. Cái DNA này bản chất của nó không phải hóa protein nhưng nó đóng vai trò là một phân loại đối xứng của một gen đặc hiệu. Ban đầu nó sẽ được hóa thành các remainder mRNA. Sau khi chúng ta rì xong nó sẽ ra ngoài, nó còn một rì. Nhưng vấn đề này khi ra ngoài rồi chất xong nó sẽ liên kết với lại phức hợp enzyme histone. Phức hợp này nó sẽ chỉ sử dụng cái bộ đầu mà đã có ở đây là cái khuôn mẫu của nó và nó di chuyển dòng trong tế bào chất. Khi mà tế bào chất nó đủ phải mRNA đặc hiệu nào đó mà không có yêu cầu nữa, insert sẽ được hoàn hóa và cái bộ này sẽ biểu hiện ra. Lúc này nó sẽ đi ra cái các mRNA. Khi ra cái mRNA mà nó đối xứng và đối khuôn mẫu nó lập tức các phân đoạn Pfizer này sẽ phân hủy các DNA, các mRNA từng. Tôi nhắc lại, nhiệm vụ của DNA là liên kết Pfizer và tRNA. Nó sẽ thứ nhất, nó sẽ đi dò trong nhân trong tế bào chất này, tôi nó hoạt động trong tế bào chất và khi tế bào chất nó ra lập tức enzyme này sẽ phân hủy thứ này ra để tới tình trạng là gì? Rồi đi đó không hợp nữa, không hiện xảy ra nữa. Thì đây là do và cái loại này hiện giờ người ta đang sử dụng trong nghiên cứu, đó là tóc cao gen gene thì nó sẽ làm cho ví dụ như một con chuột đáng lý nó phải là màu đen. Bây giờ người ta tiêm cái enzyme đó vô, tiêm cái RNA vô thì nó tình trạng là gì? Đau chuột không có màu sắc thì vẫn là màu trắng. Nhưng vấn đề là nó vô bản thân nó là mRNA, nó không bền và nó tồn tại một thời gian ngắn, nó không phải tự hủy. Nhưng vì lý do đó ra nó đau gene này nó được hoàn hóa trong bản thân một là nó đã quay lại bản chất gốc nó. Và đây là một cái con sâu nó bên tình trạng trong cái sản phẩm thành ra cũng không có nhiều điểm các bạn nhớ này là thành nhiệm vụ của thằng kia là đàn ở đây là nhất chế gen, nhớ điều tôi không ức chế biểu hiện gen. Rồi đây là thứ mà Mỹ với lại Trung Quốc bỏ ra gần đô la để nghiên cứu và giúp cho điều trị gen được. Về bản chất, đây là một gen nằm trên vi khuẩn, nó có vai trò chống lại các
nó có một đặc tính là nó có khả năng nhớ bất kỳ một virus nào khi nó vào một cái di truyền nào vô một thì lập tức một cái di truyền đó nó sẽ ảo hóa cái vùng này, và khi mà ảo hóa xong cái vùng nó sẽ nhớ luôn cái từ gen đó mà chỉ là sao chỉ là cũng sẽ loại bỏ cái trình tự của nó ra, và khi mà chen vô được cái trình tự của cái lần gen này thì nó sẽ sử dụng một cái enzyme gọi là Castina CASTINA thì nó sẽ kèm gen của con cú tới vô cùng gen của nó để giống như là ngân hàng dụng chữ vậy đó. Thì ở người đây thì Castina nhưng mà người là Castina nó sẽ dùng phương pháp thì người ta sẽ dùng phương pháp này, người ta lấy một đoạn gen lấy của người ta lấy một cái mã hóa script này đây, nó sẽ có các ngân hàng nhỏ nhỏ như là các ngân hàng tiền hoặc là ngân hàng dữ liệu là nó nhớ chứ không phải là chứa. Thì khi mà người ta cho đoạn gen vô thành Castina này đây, đây là cái đoạn gen thành Castina này đây, nó sẽ nhận diện của gen đó và nó kèm vô ngay ngay chỗ những cái vị trí lưu trữ thông tin này đây, cái tình trạng là con nó sẽ nhớ được những bộ gen của con cũng thành đó. Đối với công nghệ sản ngày nay và hiện giờ một Mỹ và Trung Quốc đang làm, nó lấy nguyên nó lấy nguyên cứu lại luôn cả nhớ là cái cách này đây, người ta tiên người ta cấy vô trong vùng nhân của tế bào người, đặc biệt là phôi của người, sau đó trong cái vùng này người ta ảo hóa cái xe đặc hiệu và cách này sẽ chèn cái xe đặc hiệu ở vô cái vùng gen mà người ta muốn. Đó lý do tại sao mà pháp này nó dùng chỉnh sửa gen, nó có khả năng thứ nhất loại bỏ một gen, thứ hai thêm một gen mới, thứ ba thay thế một gen bị đột biến gây ra bệnh thành một gen bình thường, và cái thứ ba là cái yếu tố mà người ta đang bỏ tiền ra để người ta nghiên cứu nhiều nhất. Hết rồi. Rồi thôi, có những cái này qua này hơi phức tạp một chút, rồi ra tôi sẽ nói, tôi sẽ có những cái mà tôi lưu ý đây. Đúng lắm rồi, phải không? Rồi. Thì cảm ơn, nhớ giúp tôi. Tác dụng không cần phải nhớ cái sợ đẹp, nhớ thật tôi, hay là đây, cái nhắn mà nhớ rồi ha. Y, nó vai trò là gì? Nhớ cho tôi ý nghĩa của mạch trung mẫu là gì nha. Tuy còn bạn hiểu ý nghĩa của mạch trung mẫu là gì, tổng hợp đó thì các bạn còn nghĩ nhiều, các bạn nhớ tổng hợp nó là một các phân tử protein xếp lại với nhau, nguyên lý của nó thì phải là quy mô chi phương pháp mai nhé, nó vai trò là giữ ổn định. Đối với ở người thì các bạn nhớ là có ba nhóm chứ. Nhóm một đi bộ, nhóm 2 em mở ra này được, nhóm 3 cắt tê ra là ngang được chưa? Rồi quá trình tổng hợp RNA nhất là nhận diện promoter và enhance, nó là hai nhóm chính đó, tắt testbox được chưa và casbox, thứ hai tắt đôi, thứ ba gắn vô về tiến triển pháp theo nguyên tắc Hudson và Rick, phát hiện và loại bỏ lỗi sai, cái này là tự nó làm được cộng đồng cái bọn tới, nhưng kết thúc này thì mọi người nhớ nó là trình tự của các cái vùng dầu D, nhận diện là vùng dầu A, kết thúc là vùng dầu D, nhớ chỗ đó hoặc hóa thành nước hoàng của bạn là bọn tớ, nhớ chỗ bạn này nha. Rồi thì hãy sợ người chúng ta đang học về người, chúng ta không quan tâm tới cái này nhiều lắm. Thứ nhất phải bật đèn ở mặt theo promoter và cast off là một người hãy sợ. Các bạn quan tâm thì tôi để chỗ là cast off và promoter ở đây, đa box ở đây thì nó chất gắn vô đầu tiên của nó là TTP,
thì nó là phức hợp hay là lại ăn được ra. Kéo dài tuổi thì các bạn có quan tâm tới hai điều. Thứ nhất thì cần có cái mắt phục hậu tập tự do. Thứ hai là đầu RNA nó sẽ là tập tự do được gắn cáp trên hóa và vừa xem chi phương pháp giải phóng mã kết thúc của nó là G. Có hai yếu tố sau đây, thứ nhất yếu tố bất cập, thứ hai là yếu tố phương cách và hiện thực. Thì một dòng G sẽ được giải mã đi. Quá trình trưởng thành của mRNA, các bạn cần nhớ là thứ nhất là phải có gác đầu, đó là guanine triphosphate, mediuma, cái này rất quan trọng. Thứ hai, nó phải được polymerize đuôi. Và cái thứ ba, nó phải loại bỏ hết các cái sự tinh trong. Thì trong quá trình loại bỏ tinh trong thì nó mới được mời là A, thì nó là các xét để loại là A. Được chưa? Ngược lại, trên phần ngay cái đầu là nó như ở exon này là gì? A, C, D. Rồi, lưu ý rồi tính đa của gen. Một gen thứ nhất nó có thể khác nhau giữa các tế bào của một cơ thể, nhớ như vậy rồi, nhớ em. Hello, Yến.